người, chào mừng mọi người đã đến với kênh channel của mình nha. Ngày hôm nay mình lại quay lại với những cái tiêu đề là tâm sự mỏng và chia sẻ những kinh nghiệm và những cái điều nào đó mình cảm thấy hay và mình rút kết từ cái cuộc sống gia đình của mình, cũng như là rút kết từ những cái câu chuyện của bạn bè, những người xung quanh. Và ngày hôm nay mình lên đây mình muốn chia sẻ với tất cả anh chị em một góc tâm sự mỏng, nếu như có thể giúp cho tất cả cặp yêu nhau có thể hạnh phúc hơn. Và có những người đang muốn là làm chiều lòng cái người con gái để họ yêu mình hơn, thì video này sẽ giúp ích cho tất cả mọi người vào những cái việc cấp bách, như là khi là người yêu mình giận thì mình phải làm những điều gì để cho cô ấy mau nguôi giận nhất. Thì mời tất cả mọi người theo dõi video nha. Điều đầu tiên đó là những anh chàng mà ví dụ như đang làm một cái điều gì đó cho cô gái giận, hay là cô ấy đấy biết được là mình giống như là những cái điều gì đó cô ấy không thích ở mình á, và hai người đang có một cuộc cãi vã rất là lớn, thì các bạn nên bỏ đi, nhớ là né đi, tránh mặt đi. Ví dụ như các bạn đi tản bộ dài dài ở cái ở ngoài đường, rồi xong rồi cái mình kiếm một cái món gì đó cổ thay thích ăn đó, ví dụ như là một cái bịch bánh tráng trộn, một ly trà sữa mà mình nghĩ chắc mấy bé yêu dấu của mọi người chắc sẽ thích là bánh tráng trộn và trà sữa rất là nhiều, tại vì thời buổi bây giờ là hầu như ai cũng bị nghiện cái món trà sữa hết, mà ngày trước là mình cũng là một trong những người như vậy luôn. Thì các bạn hãy mua một ly trà sữa về và xách toàn tan về, xong rồi sau cái thời gian khoảng 5-10 phút đó để cho cô ấy nguôi giận đi. Rồi cô ấy muốn đập bồn đập bát, muốn làm gì đó làm, thì các bạn cứ đi, xong xách ly trà sữa toàn tan về. Có ai muốn uống trà sữa không? Còn không á, thì ví dụ nhẹ nhàng hơn chút xíu thì đừng có chiêu ghẹo cô ấy, thì nói là em muốn trà sữa đi cho hạ quả, thấm giọng chút chữ tiếp đó, giống vậy đó. Cái xong cái bảo đảm cô ấy sẽ liếc lườm bạn nhưng mà sẽ rất là thích, và cái cơn hạ quả đó là bị cái ly trà sữa đó dập tắt ngay lập tức, và sẽ không còn giận nữa, bất quá lắp ráp vài câu thôi, xong rồi là sẽ đâu vào đó thôi, là bắt đầu chút là anh em lại nữa thôi. Tiếp đến thứ hai là bỏ vô phòng rồi tiếp đến là các bạn bỏ vào phòng và lát sau đi ra làm lành. Thì cái điều này là khi mà các bạn làm lành là như vậy, ví dụ như cái điều mà người cô gái họ hay trông chờ mình ở một cái điều này là, ví dụ như khi mà họ giận lên á, họ muốn là bạn đừng có cãi lại với họ, bạn hãy đi đâu đi cũng được, nhưng mà ví dụ như khi mà các bạn quay lại với cái chỗ của cô ấy, thì làm ơn đừng có ghẹo gan người ta nữa, giống như đừng có ghẹo cho người ta điên lên nữa. Xong rồi á, cái ví dụ như lại giả bộ ôm vai, còn không á thì lại ôm lại nói hung vài ba cái vậy đó, hung vài ba cái, xong cái cô ấy sẽ bảo đảm, cô ấy sẽ là gì, đi ngay đi ngay, đâu có ưa gì đâu mà lại gần, hung gì, yêu thương gì mà lại ôm hung đó, là bảo đảm cô ấy sẽ nói như vậy. Nhưng mà các bạn cứ lì ôm vô, siết vô đúng rồi, đâu có yêu thương gì đâu, mình cũng đâu yêu thương gì đâu, mà tại vì thì có gái đẹp thì mình hung vậy thôi, chứ mình đâu có yêu thương gì đâu. Mà các bạn cứ nói vậy đó, là bảo đảm chút xíu, chỉ khoảng vài giây thôi, là bảo đảm cô ấy là sẽ xìu xuống, là không còn giận nữa. Tiếp theo là như vậy, ví dụ như cái lúc mà cô ấy đang giận đúng không, các bạn giống như để cô ấy mắng nhiếc nói này nói kia, nói gì nói cho thỏa thích đi, các bạn giống như là đàn cãi lỗ tai trâu vậy, ai nói thì nói, mình không quan tâm vậy đó. Cái xong chút xíu sau cái mình giả bộ lúc mà bà bớt giận rồi đó, cái theo kiểu là bỏ qua cơn thịnh nộ, bắt đầu giả bộ quay qua đó, hello em, rồi em dễ thương quá à, cho anh xin số điện thoại đi, em tên gì vậy? Em cho anh xin số điện thoại đi. Mình các bạn giả bộ giống như là mình đang cưa cẩm cái cô ấy lại lần đầu tiên vậy đó. Cái xong cái ví dụ như bà ấy nói ai quen biết gì mà nói chuyện, cái gì bảo đảm thì sẽ giận, sẽ nói như vậy, ai quen biết gì mà nói chuyện, hỏi gì bực mình y đó khác. Cái các bạn ấy nói thì giờ không quen mới làm quen nè, em cho anh xin số điện thoại đi, trời nhà em ở đâu dễ thương mà tên gì vậy, giả bộ các bạn cưa cẩm gì, bảo đảm chút xíu sau là cô ấy sẽ cười xong là cô ấy sẽ không còn giận bằng nữa. Đó là bí quyết đó các bạn, mà mình thấy mấy đứa bạn của mình nó dùng cái chiêu đó nó mau hết, nó soi dịu con nhỏ bạn của nó mau lắm. Rồi ví dụ như giờ mình cãi lộn với bạn gái mình luôn, bỏ đi, để cho bà dằn mâm sáng chén vào trong phòng, bà hằng học, bà muốn lắp ráp với ai đó, bà lắp ráp đi, mình đi ra sau bếp mình nấu ăn,
mình nấu một cái món gì đó nhẹ nhẹ cái xong mới vô ngủ ăn không? Ăn không em? Cái ví dụ như no rồi, giận no rồi, ăn gì? Nói ăn miếng đi, ăn miếng đi cho nó có hơi chút giận tiếp, chứ giận hoài nó không ăn rồi hồi nó hết hơi sao. Ăn miếng đi là bảo đảm là cũng xích xích lại ăn thôi, xích xích lại ăn rồi là hết giận thôi. Cái điều tiếp theo nữa, nếu như mà cái anh nào đó cái sức chịu đựng dẻo dai và có thể làm được điều này thì ví dụ như cô ấy đang giận đúng không, ngồi lì chịu trận đi, ngồi lì đó chịu trận ra, xong rồi cái giả bộ lụm hộp khăn giấy đưa vậy nè, nè chùi mũi đi, còn không thì lau mồ hôi đi, ví dụ như không có khóc đó, thì nè lau mồ hôi đi, nãy giờ anh thấy em nóng quá lau mồ hôi cho nó mát, nó hạ nhiệt rồi xong rồi chửi tiếp. Xong rồi ví dụ các bạn ghẹo gì á, cái cô ấy nói hả ở đất ghẹo tôi này kia nọ, nó đâu có, anh là quan tâm sức khỏe em thôi, các bạn cứ cờ gỡn gì đó thì bảo đảm là cô ấy sẽ hết giận liền, và các bạn cứ đu đu theo, các bạn hơi nhây 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 vậy là bảo đảm là cô ấy cảm thấy mình rất là đáng yêu và rất là dễ thương. Cứ hai chục ghẹo cho mình cười á, mà chỉ cần quái cười của là nó sẽ so tan đi cái nỗi hờn giận đó ngay. Và mình sẽ tiếp tục cái video này với một cái diện mạo khác, tại hôm qua đang quay video mà lo bận phải đi mua đồ với người nhà cho nên nhà mình mới tiếp tục cái video qua ngày hôm sau nha các bạn. Và tiếp đến á là khi mà cô ấy giận thì mình đưa cái khăn lau cho cô ấy đúng không, bảo cô ấy là hãy lau nước mắt đi đúng không, rồi ghẹo cô ấy đúng không. Sau đến là ví dụ như cái cô ta mà giận hờn quay qua đánh đá bạn đồ này kia hay gì đó, các bạn câu cổ, các bạn cứ đè hung tới tấp mình cho mình hung đến khi nào mà nghĩ đẩy ra thì thôi. Đó là cái chiêu của những anh đàn ông, mà cái người mà phụ nữ mà họ yêu mình á thì chắc chắn là chút xíu sau họ sẽ dịu xuống thôi, là cái cách đó là cách xoa dịu người phụ nữ nhanh nhất, nhanh nhất, mà là cái chiêu này rất là dễ, không có tốn kém gì hết các bạn ơi. Rồi ạ. Tiếp đến là ví dụ như mấy bà đang giận đúng không, mấy bà chửi tới tấp đúng không, cái mình giả bộ mình ngồi mình đơ ra vậy, xong rồi cái cho bà chửi cho đã, để cái mình hỏi chửi xong chưa, mệt chưa, anh chở đi ăn để ngồi đứt hơi á, đứt hơi thuộc canxi đứt hơi chết á, thôi leo lên xe để anh chở đi ăn, xong rồi có sức bắt đầu la tiếp đó, các bạn cứ nói vậy đó, xong rồi cứ đi theo hỏi đi đi anh chở đi thôi, đi 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 ăn chút đi rồi có hơi về bắt đầu hét tiếp, là bảo đảm là hồi là giận nhưng mà hỏi nó rồi ăn uống gì nổi nữa mà ăn cái kiểu này hả, nó tới bản họng mà tràn họng cổ họng này kia cái nọ rồi, nhưng mà các bạn cứ theo gu gu hồi là cũng đi à. Còn không các bạn xách xe ra xong cái kêu là đi leo lên xe ngồi, còn không tôi đi mình nha, là thế nào cô ấy cũng leo lên xe ngồi, cứ nhây 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 chút xíu cô ấy cũng lên xe ngồi, thì sau cái buổi mà ăn đó là bảo đảm là hết giận làm lành ngay. Rồi cuối cùng nữa là nếu như mà có một cái nhà mình đang ở chung, hoặc là mình có đang ở nhà cô ấy hay hay là có ai ở chung, em hoặc chị ở chung gì đó, cái bả mà giận lên bả nó điên, bả nó khùng lên là lúc đó bả bắt đầu bả hết hết biết bả là ai, bả thành ma la sát rồi đó, thì bắt đầu mình để cho bả chửi đi, chửi cho đã cho hả giận đi, xong cái bắt đầu cái mình mới quay qua mình nói trời ơi công nhận em coi kìa, chị của em giữ bà cố luôn còn không này, ê chị coi kìa em của chị giữ bà cố luôn thấy không, coi coi bả kìa, coi bả nhìn như bà chằn phải không, ghê chưa trời ơi, vậy mà không biết sao em thương bà nổi không biết nữa thiệt luôn á, thương mà bỏ không được, chị coi phải giữ cứ mặt các bạn làm vậy đó là bảo đảm là giận, nhưng mà nghe cái câu nói đó bắt đầu là nghe là vui, và bắt đầu lúc đó là cái cơn giận nó sẽ xoa dịu từ 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 từ, thì cái điều đó nó làm cho cái người phụ nữ mau hết giận rất là nhanh các bạn. Và những cái chiêu này mình thấy mấy đứa bạn của mình nó xài hiệu quả lắm, và ngày hôm nay mình còn nhớ ra, mình đem lên đây mình chia sẻ với cả anh chị em, để những người nào đó mà lỡ vô tình mà chọc cái người yêu của mình nó thành bò la sát ngay lúc đó, thì có những cái chiêu mà xử lý hậu hậu kỳ, nó cái đó gọi là xử lý hậu kỳ á, là xử lý những cái lúc mà kêu bằng đã chọc
ba nổ khùng lên thì mình phải biết cái cách xử lý sau khi mà ba nổ khùng để mình còn có thể vui vẻ được đi chơi đồ, mình còn không có bị khó khăn khi mà hai người phải gặp nhau thế này thế kia đó. Thì hả, ngày hôm nay mình chia sẻ một chút xíu video để mang thông điệp đến tất cả mọi người. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình, và hẹn gặp lại vào những video sau. Mong là các bạn yêu thích video này, hãy thả like cho mình để ủng hộ tinh thần mình nhé. Cũng như là các bạn hãy để lại comment bên dưới để mình có thể hiểu được các bạn đang cần gì, muốn gì, và muốn tìm hiểu những cái điều gì từ những cô gái cũng như những anh đàn ông. Thì mình sẽ cố gắng tìm hiểu và sàng lọc thông tin, và mình đem lên đây mình chia sẻ cùng tất cả anh chị em. Chúc tất cả mọi người một ngày vui vẻ. Đừng quên đăng ký subscribe ủng hộ kênh mình nhé, và nhấn luôn cái chuông để khi mà mình đăng video thì tất cả mọi người sẽ là người đầu tiên xem video của mình. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau nha.